Newcastle vs Liverpool, hiểm nguy nơi đất khách. Đường đầu Newcastle đạt phong độ cực cao ở Etihad Park, Liverpool được dự báo sẽ vấp phải nhiều khó khăn trong bối cảnh họ phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận. Công tác mua sắm hiệu quả trong mùa đông cộng thêm luồng gió mới từ tân huấn luyện viên Eddie Howe đã giúp Newcastle lột xác, từ ứng viên xuống hạng vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng Premier League. Newcastle thi đấu ấn tượng kể từ đầu năm 2022. Không còn hình ảnh trích trời dễ bị tổn thương như trước, Newcastle của hiện tại chắc chắn khâu phòng ngự và cũng đặc biệt hiệu quả khi tấn công. Trước cuộc chạm trán Liverpool, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thắng 4 trận liền, leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Về mặt lý thuyết, Newcastle còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Rõ ràng, sự đầu tư từ các ông chủ Saudi Arabia đang phát huy tác dụng. Cổ động viên luôn ùn kéo đến Etihad Park, thổi lửa giúp Newcastle thắng 6 trận gần nhất trên sân nhà. Thế nên, họ chẳng hề e ngại khi tiếp đón Liverpool, dù đối thủ được đánh giá cao hơn và đang thi đấu rất tốt. Lữ đoàn đỏ vượt hội bay Villarreal ở Anfield, bất chấp việc đại diện La Liga dàn thế trận phòng ngự chủ động. Liverpool vừa đánh bại Villarreal ở Anfield. Jurgen Klopp tạo nên một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ và luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất. Liverpool vẫn băng băng tiến về phía trước trên hành trình chinh phục cú ăn tư lịch sử. Làm khách tại Etihad Park, Klopp sẽ xoay tua đội hình nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho các học trò. Dẫu vậy, các phương án thay thế như Diogo Jota, Matip hay Keita cực kỳ chất lượng. Giờ cúp bất bại 14 trận vừa qua, trong đó có 12 chiến thắng. Thế nên, dù Newcastle là bài kiểm tra thực sự, nhưng Liverpool có đủ phẩm chất để giành trọn 3 điểm. Thông tin lực lượng, Newcastle sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ vì chấn thương là Kieran Trippier, Callum Wilson, Jamal Lewis và Isaac Hayden. Liverpool sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn. Joe Linton bị đau sau trận thắng Norwich nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, trong khi khả năng ra sân của Ryan Fraser còn bỏ ngỏ. Bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp thiếu Roberto Firmino vì đau chân. Bên cạnh đó, Curtis Jones cùng Kostas Tsimikas đang bị ốm. Nhà cầm quân người Đức sẽ xoay tua lực lượng do Zerkov đang phải chinh chiến trên nhiều mặt trận. Thế nên, cơ hội ra sân sẽ đến với Joe Matip, Naby Keita, Diogo Jota hay Joe Gomez. Tỷ lệ châu Á, Liverpool chấp 1-1/4, 1-1/4, 0. Dự đoán, Liverpool thắng 2-1. Đội hình dự kiến, Newcastle, Dubravka, Crouch, Saar, Burn, Target, Selvay, Guimarães, Wellington, Almirón, Wood, Saint-Maximin, Liverpool, Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Man, Jota. Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool 18:30 ngày 30 tháng 4 tiếp tục bám đuổi. Liverpool sẽ đến làm khách trên sân Newcastle vào lúc 18:30 ngày 30 tháng 4. Chiến thắng là điều bắt buộc nếu thầy trò Klopp vẫn muốn cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh. Liverpool vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trước Everton trên sân nhà ở vòng trước. Đội chủ sân Anfield đang có chuỗi 14 trận bất bại và chỉ kém đội đầu bảng Man City đúng 1 điểm. Do đó, Liverpool phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng lật đổ Man City ở những vòng đấu cuối. Giờ cúp cũng là đội bóng hiếm hoi ở châu Âu vẫn còn cơ hội ăn bốn. Trong khi đó, Newcastle United đang đứng ở vị trí thứ 9 với 43 điểm sau 4 chiến thắng liên tiếp. Ở vòng đấu trước, họ đánh bại Norwich City với tỷ số 3-0. Ở lượt đi, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân Anfield. Về thành tích đối đầu, Newcastle vẫn chưa có chiến thắng nào trước Liverpool kể từ năm 2015. Tuy nhiên, Newcastle đang có phong độ rất tốt dưới sự huấn luyện của Howe nên Liverpool vẫn cần phải hết sức tập trung. Salah của Liverpool đang là vua phá lưới của giải đấu. Tại sân nhà Etihad, riêng trong mùa này, Newcastle có 7 trận thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua trong 17 trận đấu tại ngoại hạng Anh. Liverpool có 10 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua trong các trận đấu phải thi đấu tranh ở giải quốc nội. Họ đang có chuỗi 6 trận bất bại trên sân khách, thắng 4 hòa 2 thua 0. Lần cuối cùng họ bị đánh bại trên sân khách là vào tháng 12 năm 2021 trước Leicester City. Về lực lượng và thành tích đối đầu, Liverpool đang vượt trội hơn. Ngoài ra, họ vẫn còn mục tiêu vô địch trong khi Newcastle gần như đã hoàn thành mục tiêu của giải năm nay và sẽ chờ đợi một kỳ chuyển nhượng nhộn nhịp mùa hè sắp tới. Một chiến thắng đậm đà cho Liverpool điều có thể xảy ra. Thông tin lực lượng, Newcastle vắng 4 cầu thủ là Kieran Trippier, Callum Wilson, Jamal Lewis và Isaac Hayden. Ryan Fraser cũng đang nỗ lực để bình phục chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải. Miguel Almirón, Fabian Saar và Jonjo Selvay nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu sau khi được cho nghỉ ở trận thắng Norwich. Trong khi đó, Liverpool vẫn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Joe Matip, Naby Keita, Diogo Jota và thậm chí có thể là Joe Gomez sẽ trở lại thi đấu trong tuần này. Dự đoán tỷ số Newcastle 1-3 Liverpool. Đội hình xuất phát dự kiến: Newcastle United,
Dubravka, Crouch, Sa, Burn, Target, Shelvey, Guimarães, Julinton, Amirong, Wood, Saint-Maximin, Liverpool, Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Simikas, Henderson, Fabinho, Keiter, Salah, Man, Jota. Jurgen Klopp gia hạn Liverpool, người kiến tạo chiến thắng. Jurgen Klopp gia hạn Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp gia hạn hợp đồng với Liverpool đến năm 2026, viết tiếp câu chuyện chiến thắng trên sân cỏ và tài chính. Người thay đổi Liverpool, đây không phải một đội bóng bình thường, đây là một câu lạc bộ đặc biệt. Tôi đến đây để cùng đội giành những danh hiệu lớn, Jurgen Klopp tuyên bố trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của Liverpool mùa thu 2015. Liverpool thay đổi hoàn toàn dưới bàn tay Klopp. Quyết định bổ nhiệm Klopp được đưa ra bởi John W. Henry, tỷ phú người Mỹ đồng sở hữu đội bóng. Phần đông người hâm mộ ủng hộ lựa chọn này sau khi thất vọng với Brendan Rodgers, người trải qua 166 trận với tỷ lệ chiến thắng khiêm tốn 50% và không giành bất kỳ danh hiệu nào. Tuy vậy, không phải ai cũng đánh giá cao Klopp bất chấp những dấu ấn mà ông để lại ở Man và Dortmund. John W. Henry có lý do để giữ nguyên lựa chọn của mình. Henry, người có tài sản khoảng 3,6 tỷ USD, được Klopp về Anfield với cảm hứng từ cuốn sách nổi tiếng Man Bone kể về đội bóng chày Auckland Athletic và người quản lý Billy Beane. Cuốn sách sau được chuyển thể thành phim. Lựa chọn của Henry còn là kết quả của phân tích toán học, vật lý và khoa học thống kê nói chung. Cho đến nay, Liverpool là đội đi tiên phong và áp dụng tốt nhất giá trị nghiên cứu khoa học và bóng đá hiện đại được gọi là Big Data, dữ liệu lớn hiện nay. Hầu như mọi câu lạc bộ đều áp dụng. Trong mùa giải danh giờ mà Klopp tiếp quản công việc từ Rodgers, Liverpool vào hai trận chung kết League Cup và Europa League. Mùa 2016-17, mùa trọn vẹn đầu tiên làm việc với bóng đá Anh, ông đưa đội vào top 4 Premier League. Đây mới là lần thứ hai trong 8 mùa liên tiếp The Cop có suất dự Champions League. Mùa giải 2017-18, Liverpool giữ được vị trí thứ 4 Premier League và lần đầu tiên sau 11 năm giành quyền vào đá chung kết Champions League. Nơi họ thua Real Madrid của Zinedine Zidane, đội lập kỷ lục 3 mùa liên tiếp đăng quang. Chẳng mà chắc, Klopp từng bước xây dựng nền tảng bền vững cho Liverpool. Ngay cả khi Philippe Coutinho chuyển sang Barcelona, sức mạnh của đội bóng vẫn không bị ảnh hưởng. Klopp và các trợ lý gia hạn đến 2026. Ngày 1 tháng 6 năm 2019, trước hơn 63.000 khán giả trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha. Trong lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Champions League, Liverpool vượt qua Tottenham 2 không để giành chức vô địch. 6 cầu thủ của Klopp và đội hình UEFA, trong đó Alisson và Van Dijk giành giải thủ môn và hậu vệ xuất sắc nhất. Lịch sử của Liverpool tiếp tục được viết, những trang chiến thắng kiêu hãnh với Klopp. Một năm sau chức vô địch châu Âu, The Cup đăng quang Premier League với 99 điểm, kết thúc 3 thập niên trắng tay ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. Với 5 danh hiệu khác nhau, Klopp đã làm thay đổi hoàn toàn Liverpool. Không chỉ là những danh hiệu, đại diện vùng Merseyside còn làm mê mẩn khán giả trung lập bởi thứ bóng đá hấp dẫn. Mỗi trận đấu của họ là sự thể hiện mạnh mẽ, cá tính, cuồng nhiệt và giàu cảm xúc, cơn cuồng phong đỏ. Những gì Liverpool trình diễn được ví là nhịp điệu hát rất cuồng nhiệt. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng Man City 3-2 trên sân Etihad, vùi dập MU 4-0, thắng Everton và Villarreal với cùng tỷ số 2-0 bằng lối đá sôi động. Liverpool, với thứ bóng đá Jurgen Pressing mang tính cách mạng của Klopp, luôn tra tấn đối thủ trước khi ghi bàn thắng. Gần đây, Thiago Alcantara tái sinh giúp lối chơi càng thêm nhuần nhuyễn và hấp dẫn. Liverpool đã giành 5 danh hiệu với Klopp. Trong hai cuộc đối đầu trực tiếp với Man City gần đây ở Premier League 2-2 và FA Cup, Liverpool đều khiến đối phương không còn giữ được phong cách quen thuộc. Đội bóng của Pep Guardiola thất thế và phải chuyển sang chơi bóng dài nhiều hơn, tập trung vào phản công. Liverpool mang hình ảnh cơn cuồng phong đỏ có thể cuốn bay bất kỳ đối thủ nào. Ở châu Âu, họ là câu lạc bộ duy nhất còn cơ hội kết thúc mùa giải với cú ăn 4 danh hiệu sau khi đã sớm có League Cup, còn đua trên 3 mặt trận Premier League, Champions League và FA Cup. Chính sách thể thao ở Anfield với quyền lực của Klopp và đội ngũ khoa họ làm việc hiệu quả, giúp duy trì những giá trị đặc biệt qua từ mùa giải. Đôi lúc Liverpool có thể chệch bánh nhưng ngay lập tức mọi thứ được kiểm soát. Khi một ngôi sao rời đi, đội luôn tìm được những nhân tố thay thế phù hợp. Đây là hiệu quả từ sự kết hợp khoa học và bóng đá. Không thể phủ nhận Liverpool đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất châu Âu hiện nay. Chiến thắng và vẻ đẹp trên sân cỏ giúp đội phát triển mạnh mẽ về mặt tài chính. Cơn cuồng phong đỏ Liverpool thể hiện từ sân cỏ đến sàn tài chính. Theo đánh giá của Forbes, giá trị thương hiệu của câu lạc bộ hiện là 4,1 tỷ USD, tăng 88% trong 2 năm nay. Vị trí của Klopp trong lịch sử các huấn luyện viên dẫn Liverpool. Giá trị của Liverpool hoàn toàn có khả năng vượt qua MU, đội có chiến lược marketing xuất sắc và thị trường lớn nhất thế giới. Giá thương hiệu hiện là 4,2 tỷ USD. Trong thời gian giữa cúp thăng hoa về mọi mặt thì Quỷ Đỏ chìm trong thất vọng với mùa giải thứ 5 liên tiếp trắng tay. Tất cả những bước tiến ngoạn mục này của Liverpool nhờ rất nhiều Jurgen Klopp. Điều này cũng thể hiện cái nhìn chính xác của tỷ phú Henry,
một trong những ông chủ được yêu thích nhất bóng đá Anh hiện nay, trái ngược với những người đồng hương sở hữu MU, nhà Glazer. Từ thành công sân cỏ đến bước tiến thương mại, Liverpool quyết định gia hạn đến 2026 với Jurgen Klopp, dù hợp đồng cũng vậy còn 2 năm. Bước đi này thể hiện sự tin tưởng từ Bộ Lao động cùng dự án nhiều năm với nhà cầm quân người Đức. Với bản hợp đồng mới, Klopp sẽ làm có 11 năm làm việc ở Anfield. Con số này có thể còn mở rộng hơn trong tương lai. Jurgen Klopp hiện có 373 trận dẫn Liverpool với 233 chiến thắng. Với tham vọng tạo dựng một đế chế thống trị bóng đá châu Âu, ông hướng đến kỷ lục của một huấn luyện viên ở Anfield. Vincent Kelly với 783 trận và 407 chiến thắng